Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Takeo chúng tôi tiếp tục bán ra một máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B cho khách hàng trồng tiêu. Đây là vườn tiêu đất nâu năm nha các bạn, rất là nhiều cây cổ thụ xung quanh, rễ cây rất là chắc và rất là nhiều cỏ. Nhưng mà chúng tôi sẽ khoan nó bằng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B với đường kính mũi khoan 25cm, cực kỳ dễ dàng và đơn giản với một anh khách hàng nhỏ con nhưng cũng có thể khoan rất là dễ dàng. Khi có hệ thống tay đẩy bánh xe giúp di chuyển rất là dễ, và đặc biệt là khi khoan giúp trợ nục giảm rung cho chúng ta rất là nhiều, khi khoan sẽ không mất rất nhiều sức. Với cái đường kính lỗ khoan lớn như vậy và đất cứng nhiều cỏ rác và rễ cây, nếu bình thường chúng ta khoan bằng máy khoan cầm tay thì sẽ tốn rất là nhiều sức và có khi phải dùng đến 2 người mới khoan thường xuyên được. Nhưng với dòng khoan đất đẩy tay Takeo TK3B thì các bạn khoan đất cực kỳ đơn giản và dễ dàng, một người có thể thao tác rất là đơn giản, gọn nhẹ. Các bạn có thể xem thấy rằng là khoan thì chúng ta chỉ việc là giữ vào hai càng khoan thì hệ thống lưỡi khoan nó sẽ tiếp đất và sẽ ăn xuống, và chúng ta chỉ cần ấn và giữ xuống một bên, không mất quá nhiều sức và cực kỳ an toàn về cái chỉ số mũi khoan với đến chỗ mà phần chân của mình. Nhiều dòng máy khoan cầm tay thì là tay cầm tiếp cận với mũi khoan với chân nó rất là gần nhau, nếu mà vấp vào cỏ hay vào đá mũi khoan nó chạy thì khả năng nó gây chấn thương cái chân rất là nhiều,